Kênh Nhà Chất bán nhà giá rẻ Hà Nội xin chào tất cả các quý vị và các bạn. Hôm nay thì Thúy Hiền sẽ gửi đến cho quý khách hàng một siêu phẩm nhà trọ thiết kế theo kiểu chung cư mini khép kín nhé, tại Yên Phúc, Phúc La, Hà Đông, giáp khu đô thị Văn Quán ạ. Và đây chính là mặt ngõ trước căn nhà mình muốn giới thiệu cho các bạn xem. Mặt ngõ này thì là ba xe máy đánh nhau thoải mái, xe ba gác đánh xe máy tốt. Cách trục đường ô tô tránh chỉ đúng 45 mét thôi ạ. Và tổng quan về cái căn nhà này mình muốn giới thiệu cho các bạn xem đó là diện tích theo sổ là 50 mét vuông, mặt tiền 5 mét, mặt hậu 5 mét, 5 mét 3, nở hậu cực kỳ đẹp đấy. Và nhà thì khá là vuông vắn. Thoáng hai mặt, mặt trước và mặt bên hông phía bên tay trái của tôi. Xây dựng thì có 6 tầng mọi người ạ. Và thiết kế thì cứ mỗi tầng 2 phòng và cầu thang ở giữa. Từng phòng là khép kín, có nhà vệ sinh riêng. Riêng tầng 1 là có một phòng và một cái góc để xe. Tổng tất cả là có 11 phòng khép kín đấy. Và giá cho thuê phòng ở đây thì rơi vào tầm từ 3 triệu 3. 3 triệu là hai phòng trên cùng này, 3 triệu 3 cho đến là 3 triệu rưỡi, 3 triệu 8 một phòng tùy từng phòng. Và nếu mà doanh thu mà quý khách hàng tự khai thác ấy thì rơi vào tầm khoảng 40 triệu một tháng. Như vậy là mỗi năm doanh thu là 500 triệu một năm, là lấp kín phòng đấy. Còn nếu mà cho thầu lại ấy, thì bên đội thầu sẽ thầu lại được tầm khoảng 28 triệu một tháng đấy. Thì trung bình mỗi năm rơi vào tầm khoảng 330 triệu một năm là mình là chủ thu về, và cứ cọc một tháng đóng cho chủ 3 tháng một lần. Đây là mặt tiền của căn nhà đấy, cực kỳ đẹp luôn. Đây là góc tầng 1 của cái căn trọ chung cư mini. Bên ngoài thì là cái dãy để xe, còn ở phía trong là có một phòng. Và diện tích phòng này thì rơi vào tầm khoảng 20 mét vuông. 18 đến 20 mét vuông, 18 mét. Khép kín từng phòng luôn, vệ sinh khép kín từng phòng luôn. Cái góc bên ngoài để xe này thì để được tầm khoảng 16 cái xe máy nhá. Nhà thì xây cực kỳ chắc chắn luôn, an ninh thì tốt, và cái mật độ cho thuê ở đây cực kỳ cao, tại vì là cái khu Phúc La, Yên Phúc Phúc La thì nó giáp khu đô thị Văn Quán và cũng gần cái khu bệnh viện 103 này, bệnh viện 76A là bệnh viện bỏng này, và gần trường học viện quân y, cho nên cái mật độ cho thuê cực kỳ cao luôn. Và đi lên trung tâm Nguyễn Xiển, Thanh Xuân cũng rất là tiện, cho nên những người mà người ta có nhu cầu đi làm phía trên ấy, thì người ta thuê ở đây cũng rất là nhiều luôn. Nhà thì xây cực kỳ chắc chắn, hệ thống bóng điện là đầy đủ, rất thoáng mọi người ạ. Đầu tư cái dòng trọ chung cư mini này thì rất là có lợi thế luôn. Khách hàng vừa thu được lợi nhuận ròng này, lợi nhuận tiền là thu về hàng tháng này, trong đó là giá đất giá nhà thì ngày càng tăng, như vậy là thu được lãi kép luôn. Vừa lợi nhuận tăng ở trong đất này, vừa thu được cái tiền mặt nhờ doanh thu các cái cho thuê phòng trọ đấy, rất là tuyệt vời luôn. Đây chính là góc tầng 2 của ngôi nhà đấy. Cái góc tầng 2 của ngôi nhà này thì thiết kế là cứ mỗi tầng 2 phòng, cầu thang ở giữa đấy. Toàn bộ cái hệ thống cửa đấy, ra vào các cái phòng đều là cửa gỗ lim nam phi nhá. Và bên ngoài thì cứ mỗi tầng là có một tủ để giày, rộng rãi thoải mái luôn, rất là đẹp, nói chung là tuyệt vời đấy. Mỗi phòng thì đều có là điện nước này, công tơ riêng này, công tơ nước riêng, công tơ điện riêng. Và nước ở đây thì cứ tầm 3.000 một số, còn điện thì theo điện kinh doanh đấy. Wi-Fi thì cũng 60.000 một người. Còn ở dưới tầng 1 ấy, thì có cái máy giặt và máy sấy. Thì tất cả mọi người ở đây thì đều là không giặt tay, và mỗi tháng cứ đóng cho người ta 200.000. Thì đều là đấy, tiền điện đấy, thu về tiền điện thôi. Thì giúp đỡ các em là giặt là sấy luôn, chứ không phải phơi phóng gì cho nó. Cậu áo quần hôi hám, bẩn nhà, bẩn cửa, lên nước nôi cả. Nước nó khắp nhà, nó bẩn. Rất là đẹp. Và hiện tại thì
các cái phòng ấy đều có người cho thuê nên đóng cửa. Riêng tầng 5 thì có một bạn thuê rồi nhưng chưa đến ở ấy. Mình quay cho các bạn xem nhé. Đây là cái không gian ở phía trong của căn phòng chung cư mini khép kín đấy. Nói chung là vào là bắt mắt luôn, nó như một cái nhà ở riêng mà hộ gia đình mà hai vợ chồng hai đứa con ở vẫn thoải mái luôn. Ở trong phòng này thì đã có giường này. Giường là bốn người nằm thoải mái. Giường rơi vào tầm khoảng 1m8, 1m6, 1m8. Và tủ gỗ ba cánh bằng chất liệu công nghiệp. Cửa ra vào là bà cửa gỗ linh lam phi. Tủ bếp đã có nhé. Và cái phòng vệ sinh thì cũng là thiết bị cơ bản tương đối đầy đủ, nóng lạnh có luôn. Nhà thì đã lắp điều hòa sẵn, có giếng trời ở trong phòng. Và cái góc cửa sổ kia thì là giáp ra cái gần cái mặt ngõ, nhìn ra gần cái mặt ngõ của cái xóm, cho nên lấy được cái ánh sáng rất là tốt. Trong phòng cũng có một cái lỗ cửa tủ là dùng để đồ đấy, tủ lạnh này, đầy đủ, bếp hút mùi đầy đủ hết, và toàn bộ hệ thống chiếu sáng được làm bởi trần thạch cao đấy, rất là tuyệt vời. Tất nhiên là không thể thiếu là phần nước, nước nôi thì đầy đủ, ở Yên Phúc thì là nước sạch sông Đà đấy, quá là ok luôn. Và giá của căn nhà này thì mình đang chào là 5 tỷ 9 có thương lượng và bao sang tên cho bên phía khách hàng ấy. Nếu ai muốn đi xem trực tiếp thì hãy liên hệ cho mình theo số điện thoại là 0983 618489. Mình xin chân thành cảm ơn. Nhớ cho kênh một nút like, một nút chia sẻ, một nút lượt đăng ký kênh để ủng hộ kênh phát triển. Bye bye.